បាទជាប់តាមសូមគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដានវីដេអូនៅក្នុងការរៀនបកប្រែកសែតទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងវិលត្រឡប់មករៀនបកប្រែកសែតបន្តទៀតដែលបន្តពីរៀនពីមេរៀនពីមុនមកហើយកសែតក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំដកស្រង់កសែតខ្មែរថានដែលជាកសែតក្នុងស្រុកដែលគេដាក់ចំណងជើងថាកម្ពុជា American protest for release of CNRP កម្ពុជាបាទអាមេរិកបាទដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអូខេនេះគឺជារូបភាពនៃក្រុមអ្នកតវ៉ាណាបាទមានប្រសងមានអីជាដើមអូខេឥឡូវពីមុននឹងចាប់ដើមបកប្រែនៅអត្ថបទកសែតនឹងយើងនឹងរៀនវ៉ូខេបស្យូឡារីមួយចំនួនជាមុនសិនពីមុននឹងចាប់ដើមបងប្អូនអាចយកសៀវភៅប៊ិចដើម្បីយកមកខត់ពាក្យទាំងអស់នេះអូខេវ៉ូខេបស្យូឡារីដេណោនស្ដេណោនស្ដេណោននឹងយកបកប្រែថាថ្កោលទោសឬក៏រិះគន់ស្ទេ
The ruling CPP has denounced demonstration staged in the United States by Cambodian-American citizens to free former CNRP President Kem Sokha and demand the CNRP be allowed to return to politics. By demonstration cứ cáp thưa bà tập cám stake in những bộ bài hỏi mà những thưa là bà hỏi những citizen cứ bị chia trốn free nó mình thả đỏ lên former ở tây tác bà hỏi demand cứ tiêm thì bị ở lâu thú nó mình thả a được nhạt được gọi a chứ nè bà return cứ vừa trở lọc thế toán đó nè bà khê bà to tiết CPP spokesman Sok Eysan nẹ non bị cân nặng ส่วนประชาชนกัมพูชาโลกสอกไอซานบ้านมีภาษากาปิไทยมาสลมันท้าสกามาเพียบในกรมปาตะกอโปรเตสเตอร์นั่นคือกรมปาตะกอในคางไกรหรือในไกรโปรเตสคือรุมโลบถึงนั่งลัทธิประชาธิปไตยอาบิยุในยุโรปประเทศรุมโลบดิโมคราซีคือลัทธิประชาธิปไตยโปรเตสเตอร์นั่นคือกรมปาตะกอโอเคบ่า ได้อาคอนทราดิกทอรี่ปุ๊กเกคือประชังหรือก็ยืนบอกประธานตุยเดนังโกกาลัทธิประชาธิปไตยประชาธิปไตยเป็นสปอคือโกกาแอนด์เดอะรูลออฟลอว์ฮาวนองในไต้หวันบ่านี้ไต้หวันในขนมประเทศกัมพูชีฮาวประชังเดนังสมาร์ตไดสปิริตมันยังบอกประเทศสมาร์ตไดในกัจพรมเปลี่ยนสันติเพียบที่กรองปารีสอาคอร์ดนะบ่าครองชนะมาปอนด์บนในกายสมุยบ่ารูลูกบ้านใหญ่แต่ปัจจุบันในมดนั่นแหละ Video clip of CNRP supporters suggest that hundreds of ประชาชนกัมพูชาอเมริกรวมเลยเนี่ยได้เมื่อปีบรรดารวัดแตงสามสับรวัดแตงสามสับนะสติสเตตนั่นดำไปจุบจุมคะแนนเกดเดอร์นั่นอย่าบอกประชาชนคะแนนในคางมกเซตตาวิมีนในกรองวาสินตันในไทยติดดับคายธนูโอเคบ่าฮันดรัสออฟมันตารวบเลยเนี่ยโอเคไวท์เฮาส์นั่นอย่าบอกประชาชนเซตตาวิมีนบ่าสเตตนั่นคือรวัดเกดเดอร์นั่นสมาเปตารอลีบ่าหรือก็เกดทูเกดเดอร์จีดาม They carried banner reading free Kem Sokha. Puke can pada banner yung bapa pada doyan
thả đo lên lục cầm sạc thả free nó cứ đo lên và hỏi sai thả ok sai clang clang thả dương cho người miền là thị bạch chia tập tay nơi Campuchia ok trong chấm năm nẹt crom nẹt to quá cứ miền a tây tạ đầm nang đi cả đã bạn sang cru chia đọc rút nâng mình tray on ca mà men ra thái ba đại nơi để luôn chỉ trả anh tiền ok nên cứ chưa rụp hiệp nơi crom nẹt to quá ok bắt đầu tiền. Present at the protest were pangun tiền. What the men ka patokam, the ka to patokam, ku men lu pangun tiền, the you brought about executive director, ku the you brought about nay, nay ke nay me chairman dole, ba por men, I create independent media, and for me, I create automotive upon the nebo Cambodia, Cambodia, ba the you brought about nay me chairman dole, por men, I create Cambodia, ba ma bid ban see pirum. Protein này bà ca nghe bị xe từ tu bẩn tục sức bà lùm nơi tháng nè bà mình ta sức sức lùm nơi tháng bà xong bất bình tĩnh bà tháp bẩn nước này bẩn đánh bà xong ai kể rơi xâm rạp xong bà dự tự thoa xong côm hoa năng lục lưu lại xe à tay tạo bạc này dụ đoàn bàn trái đai trực bàn đẳng ok được nâng này bà đẳng xuống như bà đẳng đòi luộc hôn sai nâng cái nạp bạc phôn xâm phách bẹp bọn thì nâng bọt bị bọt bọt ra hạ kế nè bà defamation cứ cài bọt ra hạ kế nây prea mạc sát nâng luộc bà luộc này dụ ra mình trái hôn sai kế bà toán nè ok bà tổ tiện ok anh chai yên one of the CNRP lawmaker who joined the demonstration told OFA, the purpose of the protest was to ask the American government to put pressure on mình đã xâm biệt Mr. Hun Sen to free Mr. Sokha and allow the CNRP to join the 2018 election. Okay. Lúc anh chạy yên bà xâm mà mình đã đồm nàng đi mình đã không chụm nằm đồm nàng đi rồi bỏ cả nạ bạc xong cổ chết đại bàn cho rùm cả thơ bà tọc cam nếu bàn pháp với chú ác xí xí đây bị cô bẩm nọng phơ phô nâng bộ bà ra cô bẩm nọng này cả thơ bà tọc cam cứ đầm bấy bà vô thú nâng cứ đầm bấy cái sna xong mọi rõ thai bà Amrit bà Amrit cán rõ thai bà Amrit cán đã bấy đã xâm biệt bà phút bà xú ón đã xâm biệt luộc hôn sáng đã bấy ở đó lên luộc cầm sở khá hai anh này nhát ở cái nắp song kêu chết đầm bay chua rung ca bao chân cho nam pi pon đập bầm bầy ok bà toán này nè ok bà tổ tiết Cambodian Australian also had a protest last week to ask for Mr. Sokha release. The protest was attended by Mu Sok Hua, former CNRP vice president. Mẹ tha chôn chết Campuchia Australia có bàn thuê ba tổ cám bà có ban phơi bạt tổ cám cà pì sa bạt đà môn đạp bay sna sôm ao miền cà đo lên release cà đo lên lục cầm sọ khá bà cá phơi bạt tổ cám này hư cà bạt bà bạt tổ cám này cứ thợ ban cho rùm đòi nè xây mù sọ khú à tay tạ bà này à tay tạ bà CNRP vice president cứ anu protein cái nạp bạc sông cù chiết ok anu protein cái nạp bạc sông cù chiết ok bắt đầu tiền. Mr. Eysan said that Mr. Sokha and the CNRP were both guilty of treason. But treason cứ ông bước bọt, okay? And therefore, no one should ask for Mr. Sokha release or the party return to politics. Look, Sok Eysan hỏi bà mình bà xa thá nè. Lúc cầm Sokha hỏi nâng gần áp bạc xong cụ chết nè. Bà miên bí rốt tập hiệp. Bà miền bí rốt tập hiệp tiền bì mẹ thà tiền lục cầm sạc khá phô nâng cả đạp bác sân cụ chết phòng. Nghĩa thì nâng như bộ bài ta miền bí rốt tập hiệp miền tục kế. Bí ẩm bơ khá bọt ok bọt chết á nè tùy sân nâng. Hồi đủ chân này hói khá miền ở nà mình á. Đại cú sna xông ở miền cà đồ lê lục cầm sạc khá rứ cổ. Cả đạp bác sân cụ chết ở vượt rõ lọp tới phương này dụ bài bình nhục tỷ ok. Return to politics á nè bà. Khi này cái gì bỏ mình mỗi bà bẹp bọn thật nâng bà chì chôn Campuchia àm rạch đà thư bà tổ cám nơi bì mục sĩ tạo bì mình đầm bây mình cả đô lây lô cầm sạc khả đại cho bọn thật nếp kia nơi bà tế Campuchia dường. Ok, lỡ bẹp bọn thật nâng cả bộ bà kia sát chọc tại bà bọn này hay xin cầm thà bọn bộ đọc nên nâng tổ tù bàn trong này đang mặt thàm tiên được nông ca riêng bộ bà kia sát nông thật ngay nâng. Ok,
đôi chị ở hay chấm đẹp liền bye bye.